điểm danh 5 gia tộc thống trị nền kinh tế Hàn Quốc qua nhiều thế hệ, chiếm hơn 1/2 GDP của đất nước. Chaebol, nguồn cội sức mạnh xứ Hàn, được tạo nên từ sự thống trị nền kinh tế Hàn Quốc của một số tập đoàn do gia đình điều hành, vốn là thuật ngữ vừa quen vừa đáng sợ trong nhiều thập niên liền. Bởi các tập đoàn tài phiệt này không chỉ nắm khối tài sản khổng lồ, mà còn là thế lực chi phối nền kinh tế, văn hóa và chính trị tại xứ sở Kim Chi, cùng với nhiều câu chuyện rung động. Vậy đó là những cái tên nào? Hãy cùng DHT tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chẳng cần là celeb hay idol K-pop, Chaebol từ lâu đã trở thành vấn đề được công chúng xứ Hàn quan tâm vì sức ảnh hưởng của họ. Từ những cuộc hôn nhân, cái chết, sự ghẻ lạnh cùng những mâu thuẫn pháp lý phức tạp của những gia đình này đều được báo chí Hàn Quốc cập nhật thường xuyên. Chắc các bạn chưa biết, các gia đình Chaebol tưởng như hư cấu, vốn được khắc họa trong hàng loạt các bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám là có thật. Gia tộc Lee của Samsung, gia tộc Koo của LG, gia tộc Lee của SK, gia tộc Shin của Lotte và gia tộc Chung của Hyundai chính là 5 cái tên quen thuộc nắm giữ quyền lực của những nhà tuyển dụng tư nhân lớn nhất nước này. Để có được vị thế này, các Chaebol đã từng hóa phép Hàn Quốc từ một đất nước nghèo đói, đi qua cuộc nội chiến tàn khốc, vươn lên thành một quốc gia tầm cỡ thế giới. Chỉ trong vài thập kỷ, rất nhiều nhà tài phiệt nhanh chóng trở thành những đối thủ đáng gờm nhất trong các lĩnh vực chi phối nền kinh tế toàn cầu. Ngay cả chúng ta, ai mà không biết điện thoại Samsung Galaxy, máy giặt, TV LG hay là xe hơi Hyundai đâu. Hoạt động kinh doanh của giới nhà giàu cũng thâm nhập vào hầu hết mọi ngóc ngách của đời sống người Hàn Quốc, từ bệnh viện đến bảo hiểm nhân thọ, từ khu chung cư đến thẻ tín dụng và bán lẻ, từ thực phẩm đến giải trí và truyền thông, chưa kể đến là đồ điện tử. Hệ thống Chaebol còn được xem là di sản lịch sử quốc dân của xứ sở Kim Chi. Với tốc độ phát triển thần tốc, các công ty nhanh chóng bành trướng từ ngành này sang ngành khác, cho đến khi trở thành những tập đoàn lớn mạnh như hiện tại. Dù tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau và không tránh khỏi những màn cạnh tranh nảy lửa, các Chaebol Hàn Quốc luôn xem trọng năng lực công nghệ. Đó là yếu tố quyết định liệu họ có sớm lụi tàn như Daegu hay hóa rồng như những thế lực sống bách lão. Nhờ những thành công ban đầu này đã giúp Hàn Quốc thúc đẩy tiền lương, mức sống và cả xuất khẩu. Tổng doanh thu của 5 tập đoàn tài phiệt này luôn chiếm hơn một nửa GDP Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Thế nhưng, miếng bánh ngon luôn có những thế lực khác xấu xé. Những bất ổn về việc thay đổi lãnh đạo qua từng thế hệ đôi lúc khiến các gia đình Chaebol gặp nhiều biến cố, sóng gió gia tộc, từng khiến nhiều công ty phải tách ra thành các nhóm nhỏ hơn. Điển hình là cuộc chiến tranh quyền lực của Hyundai khiến tập đoàn này bị chia 6 xẻ nhỏ giữa những người con trai của người sáng lập, hay nội chiến tranh thừa kế gay cấn tại tập đoàn Lotte, em trai thứ âm mưu tước ngôi của anh trai và hạ bệ luôn cả bố đẻ của mình. Có một thứ nữa khiến công chúng Hàn lo sợ, đó chính là mối quan hệ thân thiết giữa Chaebol với giới chức lãnh đạo chính trị. Nhất là khi quan hệ giữa chính phủ với doanh nghiệp trong những thập kỷ gần đây đã phần nào suy giảm, thì các lãnh đạo giới chính trị vẫn thường xuyên lui lại, nhờ Chaebol hỗ trợ hoặc tư vấn. Bởi hệ thống Chaebol được coi là mật thiết và cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế, nhất quyết không để bị phá vỡ, thậm chí là không thể bị bỏ tù. Chưa kể, các giám đốc điều hành và nhân viên của các Chaebol cũng nhận được mức lương khủng lên đến 5,9 tỷ won trên người. Mức lương trung bình hàng năm của nhân viên là 90 triệu won. Chính vì vậy, Chaebol và quyền lực của họ ngày càng trở nên đáng sợ, dễ bị công chúng soi xét và được nhiều chuyên gia đánh giá như một điểm yếu về kinh tế, khiến thúc đẩy bất bình đẳng, giàu nghèo, tạo cơ hội cho nạn tham nhũng, bê bối chính trị. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Hãy để lại cảm nhận ở phía dưới video để cho DHT được biết với nhé. Và cuối cùng thì đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng tôi nha.